Xin chào anh em lại là hai d tộc đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với các video về Mushoku Tensei. Lần trước tôi đã cùng anh em tìm hiểu về các phương thức di chuyển rồi. Và hôm nay, hãy xách ba lô lên và theo tôi khám phá các lục địa trong Mushoku Tensei nào. Như tiêu đề, địa điểm đầu tiên của chúng ta chính là lục địa quỷ lục địa nguy hiểm nhất thế giới Musoku Tensei. Đây cũng là nơi Rudy với Eris hạ cánh sau một phà bị dịch chuyển bất ngờ từ lục địa trung tâm yên lành. Mong rằng anh em đã chuẩn bị đầy đủ đến tận răng cũng như tinh thần đối mặt với đám quái vật luôn ngày đêm rình rập. Nhưng làm gì thì cũng phải có kiến thức để tôi giới thiệu với anh em về lịch sử của lục địa này. Tầm 4.200 năm đổ về trước, lục địa quỷ từng là một phần chung của lục địa duy nhất trên thế giới, gọi là đại lục địa tuy nhiên vì là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến người quỷ lần thứ nhất mà loài quỷ bị đối xử như nô lệ điều đó đã dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến người quỷ lần hai và trong cuộc chiến này adobaran hiệp sĩ hoàng kim đã tung ra một đòn cực mạnh và tạo ra một cái lỗ ở giữa các lục địa đó là theo lịch sử mà ai cũng biết tuy nhiên thực chất đó là ma pháp cấp thần của ma long vương laplace cũng là người đã chiến đấu chống lại đấu thần badigadi trong chính bộ giáp mình tạo ra chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu từng giai đoạn để dễ hình dung hơn nhé Đầu tiên là từ 4.200 đến 1.000 năm trước, sau trận chiến người quỷ, con người đã đẩy những kẻ thua cuộc, loài quỷ đến sống ở khu vực nguy hiểm nhất. Khi chung quanh đều khô hạn, hoang tàn, loài người cũng không quên dùng mọi thủ đoạn ngoại giao để ngăn cản loài quỷ thoát ra. Phải tốn đến 3.000 năm thì con người mới có thể hoàn thành mục đích này. Về phía quỷ, mặc dù có thể chống cự nhưng họ đã không làm. Thay vào đó, họ tìm cách sinh sống tại nơi khô cằn và thiếu tài nguyên này. Với sức sống đặc thù của các chủng tộc quỷ thì họ nhanh chóng thích nghi được. Nhưng sự khắc nghiệt của thiên nhiên kèm hàng loạt cuộc nội chiến khiến dân số bị giảm mạnh. Ở giai đoạn 1.000 đến 400 năm về trước, Laplace được tái sinh với danh hiệu quỷ thần. Ông ta đã nhanh chóng thống nhất tất cả lục địa quỷ. Cuộc hành trình của ông ta sau đó được ghi dưới dạng chiến ký và Laplace được nhiều người tôn sùng và hâm mộ. Sau khi thống nhất, Laplace lấy lục địa quỷ làm căn cứ, liên kết với các chủng tộc khác và tổ chức một cuộc chiến, dễ dàng dồn loài người vào chân tường. Tuy nhiên, đời ai biết trước ngày mai ai thắng ai thua, khi loài người cùng bảy anh hùng đã phát động một cuộc đột kích thẳng vào xào huyệt của Laplace và thành công phong ấn quỷ thần rồi kết thúc cuộc chiến. Tuy chiến thắng, nhưng con người cũng bị thiệt hại nhiều và phải ký một bản hiệp ước với những quỷ vương không theo phe Laplace rằng họ sẽ xóa bỏ sự phân biệt đối xử với loài quỷ, cũng như cho phép họ di chuyển khắp thế giới. Tại mốc thời gian 400 năm trước cho đến hiện tại, dù sự phân biệt đối xử đã giảm đi, nhưng lục địa quỷ vẫn là nơi sống của hầu hết các quỷ tộc. Dưới sự thống trị của các quỷ vương, loài quỷ vẫn tiếp tục sinh sống và thích nghi trên vùng đất khô cằn và nguy hiểm này. Chuyên mục phổ cập kiến thức kết thúc và giờ tôi sẽ đưa anh em đi khám phá địa lý và tự nhiên của lục địa cũng là nội dung chính của video. Đầu tiên là địa hình. Lục địa Quỷ có diện tích bằng khoảng 50% lục địa trung tâm với địa hình chính là núi đá và cao nguyên. Ở lục địa này có sự chênh lệch về chiều cao giữa vùng đất cao và thấp, kèm theo những tảng đá lớn nằm dài rác có thể gây cản trở tầm nhìn. Điều này khiến lục địa Quỷ dễ dàng trở thành một mê cung tự nhiên đáng sợ, nhất là khi kèm theo đó là đám quái vật đa dạng đa chủng loại từ thực vật đến mấy con quái dạng linh hồn. Nơi đây cũng có những khu rừng nhỏ gần nguồn nước và tất nhiên, quái vật trong đó cũng nhiều trà kém gì. Để dễ nói tôi sẽ chia tự nhiên thành hai bảng thực vật và động vật. Về thực vật thì đây là vùng đất hiếm bóng dáng của mấy cái cây. trừ khi có người hay quỷ tộc trồng và chăm sóc hay may mắn ở gần các nguồn nước thì thực vật mới có khả năng sinh sống và phát triển bình thường. Đối với các khu rừng thì theo hình ảnh trong anime, cây cối mọc thấp thường có lá dạng dừa và mọc dưới các cây thân gỗ mọc cao. Ngoài ra còn có những khu rừng với các loại cây chừa lá, một nơi thích hợp để làm tổ cho bọn quái vật. Ví dụ như rừng hóa đá là một trong những khu rừng được biết đến là nơi trú ẩn của nhiều quái vật cấp B nguy hiểm. Còn đối với các loài cây được trồng thì thường là các loại cây thảo mộc hoặc gia vị nhằm mục đích nấu với thịt rùa để giải quyết mùi của nó. Dựa trên bản manga Roxy is Serious thì có vẻ đám này là một dạng cây cho quả như ớt. Cơ mà thì Roxy bảo vị đắng nên chúng ta cũng có thể tưởng tượng đến một vài thứ như là thuốc bắc. Như tôi đã nói, ở lục địa quỷ thực vật khá khan hiếm, tuy nhiên đám quái vật cây lại đông cực kỳ. Chúng là lũ quái vật mà tôi có nhắc đến trong video xem dạo các lục địa. Anh em nào có nhu cầu thì có thể tìm xem. Lũ quái vật này có thể phân thành nhiều giống loài, Lý do mà đám này tồn tại được là bởi những cây con đã hấp thụ mana và biến đổi trở thành quái vật, chứ không phải là từ Nature Core của Nature's Prophet hoặc là Force of Nature của Keeper of the Group đâu. Anh em đừng có nhầm nhá Theo Rudy, chúng ta có một số phân loại và hai phân kỳ. Sau đây là một vài phân loại của đám cây. Đầu tiên là lũ người cây con. Đây là đám đơn giản nhất của bọn người cây và tụi nó tồn tại khắp nơi trên thế giới. Như cái tên, chúng là đám cây con hút ma lực và biến thành quái vật. Sau khi tiến hóa, chúng sẽ ngụy trang thành cái cây và tấn công bất cứ thứ gì lại gần. Nghe hổ báo đúng không? Nhưng sự thật là đám này khá yếu, đánh hạ chúng cũng rất dễ dàng. Một người trưởng thành không qua tập luyện với một cây rìu cũng có thể đốn hạ bọn này. Kế tiếp ta có người cây lâu năm, chúng giống trường hợp đám cây non nhưng ở phiên bản trưởng thành. Mấy ông có thể tưởng tượng mấy cái cây phượng hay xà cừ trong trường cấp 1, cấp 2 đang cử động, tụi này nhìn tựa tựa vậy đó. Xét về sức mạnh thì tôi đoán vài người trưởng thành có trang bị cả cưa máy cũng chưa chắc có thể giải quyết được lũ này. Cuối cùng là dạng VIP Pro hơn, người cây ngàn tuổi. Nếu một cái cây sống đủ lâu ở gần các con suối và hấp thụ đủ chất dinh dưỡng cũng như ma lực thì sẽ tiến hóa thành đám này. Gừng càng ra càng cay, sức mạnh của mấy con này thì chắc chắn hơn hẳn hai bọn kia rồi. Chưa kể độ nguy hiểm của người cây ngàn tuổi càng tăng khi chúng có thể sử dụng thủy ma pháp để nhổ nước vào mặt bạn. Đó là ba phân loại của đám cây thường gặp trong thế giới Musoku Tensei. Ngoài ba loại trên, lũ này còn có một vài phân loại đặc biệt mà tôi sẽ giới thiệu cho anh em ngay đây. Đầu tiên là cây ăn thịt. Nhìn vào ngoại hình thì chắc tụi này là anh em cùng cha khác ông nội của Chopper bên Plants vs Zombies. Hoặc cũng có thể là họ hàng khác ông sơ giống ông cố của đám Pakun trong Mario không chừng. Như thay vì ăn thịt người như đám ở trên hay mọc chân và mắt để di chuyển như đám cùng thế giới, thì lũ này có nguyên một cái đầu với cái miệng to, đầy răng sắc nhọn. Tôi cũng chả thể tưởng tượng nổi bọn này tiến hóa từ giống cây nào lên, Cơ mà trông vậy thôi, chứ chúng lại có thể được thuần hóa để canh giữ vườn. Người tộc Migrat đã dùng chúng thay cho bù nhìn để bảo vệ vườn cây của họ khỏi đám thú và côn trùng gây hại. Đúng là đừng nhìn mặt và mắt hình rong mà. Phân loại đặc biệt thứ hai là người cây đá. Đây là một phân loại đặc biệt của lũ người cây. Thay vì giả là một cái cây thì chúng giả là một tảng đá. Đúng đấy, mấy ông không nghe nhầm đâu. Bọn này có thể giả dạng một tảng đá mặc dù bản thân lũ này chả giống một tảng đá tí nào. Điểm khác biệt của người cây đá so với đám kia là chúng nó đã biến thành quái vật từ khi còn là hạt giống và hạt giống của tụi nó thì to ngang củ khoai tây với hình dạng y xì một tảng đá. Không chắc chúng có thể biến lại thành hạt giống hay chỉ đơn giản là để lại hạt giống rồi tự sát, nhưng bọn người cây đá này khá nguy hiểm nếu ta không cẩn thận. Bởi ngay khi lại gần thì chúng sẽ mọc thành cây trong thoáng chốc và tặng các ông một vài jump scare nhẹ trước khi tấn công bằng đống cành cây của chúng. Lũ này có thể dùng làm củi đốt, bởi vậy Richard thường bảo đừng dùng phép lửa hay nước để tấn công chúng. Có lẽ vì thế mà Rudy thường dùng phép đất và spam loại phép này thường xuyên, dẫn đến việc đạn đá là phép mà Rudy hay dùng nhất. Kết thúc chuyến tham quan mấy bé thực vật đáng yêu, tôi sẽ dẫn mấy ông đi đến chỗ của lũ thú vật trên lục địa này. Nếu thực vật ở đây thường nhỏ, teo tóp và không phát triển thì lũ thú vật lại to bất thường, khi cả quái vật lẫn động vật đều bự hơn phiên bản thường thấy của chúng. Vì thế lần trước tôi đã nói mèo thì to như báo, rùa thì to ngang cái mái nhà và rắn thì to ngang tòa nhà 2-3 tầng. Khá buồn cười khi nguồn lương thực dạng thực vật có phần hiếm hoi, còn dạng động vật lại khủng về số lượng lẫn kích thước. Nhiều khả năng là ảnh hưởng của nguồn ma lực lớn đã ép các sinh vật nơi đây phải tiến hóa nhằm mục đích tồn tại. Điều này có phần giống như việc côn trùng có thể to ra nếu lượng oxy trên trái đất nhiều lên. Sau đây là một vài giống quái và thú anh em có thể gặp trong mùi Đầu tiên là Guirat hay là chuột gui. Tôi sẽ tạm gọi nó là chuột một sừng nha. Đây là một giống chuột tồn tại ở lục địa quỷ. Nó được xem là đối tượng chinh phục ở mức dễ của các nhà mạo hiểm già cấp thấp. Lũ này to hơn một chút so với mấy con chuột ở trái đất. Vì lý do nào đó mà tụi nó có đuôi sóc, có sừng. Ngoại hình của chuột một sừng đủ hung hãn và mạnh để tấn công kẻ địch. Dù cho là so với mặt bằng chung thì chúng cũng không mạnh mấy. Chúng luôn đi theo đàn nhưng do yếu nên lũ này có thể bị quét sạch khá dễ bởi ma thuật diện rộng. Nhưng nếu đạt đủ điều kiện thì có thể xuất hiện một con chuột đại hình đấy. Nhưng tôi đoán là nó cũng không khó ăn đâu. Giống như là ở thế giới của chúng ta, hầu như chuột chả có vai trò gì đặc biệt ngoài việc làm thịt. À, trừ vài trường hợp đặc biệt nha. Ở Mushoku Tensei, thì chuột một sừng được ưu ái cho thêm một tác dụng, đó là làm quần áo và hết rồi. Mong một ngày nào đó sẽ có đặc sản chuột xuất hiện để kéo thêm chút giá trị cho nó, như chuột ở làng giống Hải Dương hay thịt chuột La trí ở Hà Giang. Mà tôi nghĩ là có đấy, vì tính ra bọn này có vẻ không có độc và vị thì chắc cũng không tệ. Ở đây lại thiếu lương thực nên sẽ không ai kén ăn đâu. Tiếp theo ta có sói đồng cỏ. Đây là một loài quái vật cấp thấp xuất hiện khá nhiều trên anime và tất nhiên trong cả trailer của phim. Sống tại lục địa quỷ và đi theo bầy đàn, lũ này ưa thích chiến thuật gọi hội và hấp diêm tập thể, truyền thống thường thấy ở loài sói. Chúng sở hữu chiều dài cơ thể lên đến 2 mét cùng bộ lông đen tuyền và răng nanh lởm khởm. Không chỉ có thế, chúng còn có một thứ như xương sống mọc ra từ người không biết để làm gì, khi mấy con quái tính nhai sống chúng nó khó hơn chăng? Kiểu như ramus mùa giáp gai ấy, bỏ qua vụ đó, đám này tấn công theo bầy đàn với mỗi đàn gồm khoảng 20 con, trong đó có một đứa chỉ huy cả lũ. Nếu chỉ huy bị giết thì lũ còn lại sẽ ngay lập tức chọn ra một con mới để tiếp tục chiến đấu. Ta chỉ có thể thắng khi hạ hết cả đàn. Nghe là thấy teamwork đỉnh thật anh em nhở? Ai nhìn một số đứa bạn đại học của mình? Bật bí với anh em, lông của sói đồng cỏ có thể dùng làm nguyên liệu. Vì thế hãy lột ra chúng nếu có thể. Nhưng đừng ăn thịt chúng, bởi nó có mùi và vị dở tệ. Sau khi lột ra, nhớ đốt xác lũ sói để tránh việc chúng biến thành thêm ma nha. Loài quái thứ ba tại lục địa này là sói axit, nó cũng là sói nhưng to và khổng lồ hơn nhiều so với đám sói đồng cỏ. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đẩy lên hơn 3 mét, nghĩa là to gấp 1,5 đến 2 lần sói đồng cỏ. Ngoài ra đúng như cái tên thì lũ này có thể nhổ ra axit khá nguy hiểm. Tuy nhiên, có lẽ axit chỉ tồn tại trong miệng hay tuyến nước bọt của chúng vì máu chúng không có độc. Rùa khổng lồ là cái tên thứ tư trong danh sách. Đây là giống loài có nhiều lợi ích kinh tế nhất lục địa quỷ, nhưng cũng thuộc loại không phải dạng vừa đâu. Cái tên nó lên tất cả, lũ này là những con rùa cực lớn với chiều dài cơ thể có thể từ 8 đến tận 20 mét. Con rùa to ngang mái nhà tôi nói trong video trước chính là đám này đấy. Không có nhiều thông tin chi tiết về các chiến đấu của rùa khổng lồ, nhưng với cơ thể to hơn cả con voi thì chắc cứ dẫm bẹp bọn cân đường, gặp thằng nào nguy hiểm quá thì dùng thế võ truyền thống rùa rụt cổ mà thủ hiểm thôi. Thế nên, nếu đủ mạnh thì cứ cho nó một cú trời giáng vào đầu để đi luôn cho nhanh, tránh việc câu giờ không cần thiết. Richard làm rất tốt việc này trong cuộc hành trình của nhóm Dead End ở lục địa quỷ. Như tôi mới nói, mà dù khổng lồ này có lợi ích kinh tế rất lớn, bởi mai chúng có thể làm mái nhà hoặc vật liệu nếu có đủ người để đem về, gần thì có thể dùng làm cung. Thì rùa khổng lồ cũng là đặc sản của lục địa quỷ dù nếu chế biến bình thường thì có mùi tanh và cứng. Tuy nhiên, nếu có gia vị để tẩm ướp thì chúng sẽ ngon hơn phần lớn nguồn lương thực ở đây. Ngoài ra còn có những con rùa cao cấp hơn với tên gọi đại địa vương hay tạm dịch rùa đá khổng lồ. Số ma thạch trong cơ thể nó có giá trị kinh tế cao, cơ mà nó chỉ xuất hiện trong trailer, chứ chưa được thấy trong anime. Động vật phổ biến tiếp theo là thằn lằn 6 chân, hay 4 chân tôi cũng không chắc lắm. Loài này được sử dụng thay ngựa trong mục đích di chuyển và cũng là thú cưỡi phổ biến ở đây. Thằn lằn 6 chân hay 4 chân sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, có thể dễ dàng đi lại trên lục địa quỷ, Mặc cho nơi đây có địa hình hiểm trở kèm lượng lớn quái vật, nếu dựa vào anime thì có thể đoán chiều dài cơ thể của chúng từ 3 đến 8 mét. Nhắc đến lũ quái vật thì tôi để ý bộ nào cũng có mặt của mấy con tràn bự bự. Và dĩ nhiên Mushoku Tensei cũng không kém cạnh khi có tràn hạnh nhân sinh sống trong lục địa quỷ. Tràn hạnh nhân là loài tràn khá to, trên cơ thể màu đen có hình hạnh nhân và chúng có thể xuất hiện theo 73 đến 5 con. Theo anime thì lũ này có khá nhiều mắt màu xanh cùng răng sắc nhọn nhìn nguy hiểm. Chúng được đánh giá là hạng B và là một kẻ không nhiều nhóm mạo hiểm giả muốn đối đầu. Nhện cũng là con quái thường được nhìn thấy ở lục địa quỷ. Hiện thì vẫn chưa có tên nhưng theo game dựa trên tiểu thuyết thì bọn này được gọi là nhện mắt đỏ. Trong anime thì chúng đen xì và có mỗi cái miệng. Bọn nhện này có thể di chuyển cực kỳ linh hoạt trên cây và sẵn sàng ú hòa và bán hành SML bất cứ bọn nào bén mảng vào khu rừng của chúng. Ai mà sợ nhện thì thôi xác định luôn. Nhện mắt đỏ xuất hiện trong anime để thay thế một con hàng nguy hiểm hơn sẽ được nêu ở phía sau. Một thông tin ngoài lề là nhiều người cho rằng chân chúng khá sắc vì có thể chặt gà ra làm hai hổ mang trắng là loài quái vật đáng sợ tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người Hổ mang trắng là một loài rắn cực lớn có vảy màu trắng cùng chiều dài tầm dưới 10 mét. Lớp vảy trắng cứng này tất nhiên không phải để trưng mà chúng có khả năng kháng cự lại ma pháp đấy. Vì là hổ mang nên độ cơ động của chúng nó cực cao, có thể dễ dàng né tránh các đòn tấn công ngay cả khi ở trong rừng. Hổ mang trắng có độ nguy hiểm là B, vì thế chúng có thể dễ dàng làm gỏi đám tân binh xấu số nào chạm mặt nó. Điển hình là ba anh quỷ mà hội Dead End gặp. Tuy không có thông tin xác thực, nhưng khá chắc là răng của chúng có độc, bởi giống loài cấp cao hơn của chúng, aka hổ mang đỏ, sở hữu nồng độ, độ độc khá nguy hiểm hổ mang đỏ là phiên bản cao cấp hơn của hổ mang trắng, khá giống bản cấp thấp của mình. Tụi này sở hữu chiều dài lên đến 10 mét cùng lớp về đỏ có khả năng kháng cự lại ma pháp, đặc biệt là ma pháp hệ hỏa. Vì thế hãy tránh dùng loại ma pháp này lên chúng. Dù to hơn hổ mang trắng nhưng chúng lại linh hoạt gấp bội, dễ dàng né các đòn tấn công tầm xa. Lớp về đỏ cũng cứng hơn bình thường vì ngay cả kiếm sĩ cao cấp phải kiếm thần cũng gần như không thể chém xuyên qua nó dễ dàng. Như đã nói ở trên là răng chúng có chứa độc tố nguy hiểm, mà kể cả không có thì răng nanh của đám này cũng rất sắc, dư sức xé xác con mồi. Việc loài hổ mang đỏ này được xếp hạng A đã đủ thể hiện sự nguy hiểm của chúng. Nếu một tổ đội mạo hiểm giả hạng B đen đuổi gặp nó thì chả khác gì, chó béo gặp chủ quán thịt cầy hay mấy anh cầu tặc. Ngay cả tổ đội hạng A nếu không cẩn thận thì cũng được tặng một vé một chiều tham quan bụng rắn. Trong chuyện đã có một tổ đội hạng B dễ dàng bị nó quét sạch, cơ mà lên phim thì bị Richard rạch miệng, Eris chặt đuôi và Rudy đục cho một lỗ nhìn khá tội. Ngoài những động vật máu tươi còn nóng thì lục địa quỷ còn tồn tại những loài không phải sinh vật sống. Vì đây là thế giới giả tưởng nên chuyện tụ này có đầy cũng không có gì lạ lúc này có thể là tác phẩm của một loại phép thuật triệu hồi dùng trong thời kỳ chiến tranh quỷ người hoặc có thể là mana cực lớn trong tự nhiên của lục địa quỷ đã ám vào các xác chết và biến tất cả thành quái vật. bọn này tuy đã chết nhưng cũng nguy hiểm không kém gì lũ còn sống cả. Loại đầu tiên trong nhóm này chắc chắn phải kể đến thây ma. chắc mấy ông nghe tôi nhắc về việc quái vật sau khi bị giết thì có thể biến thành thây ma đến chán luôn rồi. lúc này có mạnh hơn đám khi còn sống không thì tôi không biết. nhưng hội yêu cầu mọi hiểm giả phải xử lý xác chết và không được làm tăng số lượng quái vật. Đám cái cây cũng có thể biến thành thêm ma dưới dạng một cái cây chết, thế nên đem chúng về làm củi đốt là hợp lý nhất. Phá linh cũng là cái tên tiêu biểu trong làng những loài không phải sinh vật sống. Phá linh là loại quái vật dạng linh hồn có giáp và sở hữu độ nguy hiểm nhất định. Chúng không được kể nhiều trong chuyện mà chỉ được nhắc tới là phiên bản thấp hơn của bọn đào phủ. Không có nhiều thông tin về lũ này. Nhưng theo game thì chúng nhìn như thần chết cầm theo một cái lưỡi hái to tổ bố và xuất hiện ở khá nhiều màn chơi, từ ngoài chơi đến tận mê cung. Do là phiên bản thấp hơn của đao phủ nên vũ khí và trang bị sẽ biến mất sau khi chết. Nãy giờ nhắc đến đao phủ hơi bị nhiều rồi nhở, thì đây là cái tên cuối cùng trong danh sách những loài sinh vật chết. Nó là phiên bản cao cấp của phá linh và tất nhiên, độ nguy hiểm hơn hẳn phá linh. Đao phủ mang theo một bộ giáp sắt toàn thân cùng một thanh kiếm to quá khổ, được cho là tạo nên từ những cái xác của các mạo hiểm giả dùng kiếm có trình độ kỹ thuật tốt. Lũ này là một đối thủ cực kỳ khó ăn. Tuy nhiên bởi bộ giáp to quá khổ mà đám này có di chuyển chậm hơn bình thường, nên là những con đao phủ chỉ ở rank B. Ngoài ra, theo bản tiểu thuyết, thì đây là con hàng đã là một pha chặt thịt tiễn anh gà nào đó lên Tây Thiên, chứ không phải giống nhện vô danh nào đó như trong anime. Lý do thì tôi nhường cho anh em bàn luận đấy. Và đây cũng là kết thúc cho video giới thiệu về lịch sử, địa lý và tự nhiên của lục địa quỷ. Ở video tiếp theo, tôi sẽ đưa anh em đến từng thành phố để khám phá các chủng tộc sống tại đây. Nhớ bấm đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ chuyến hành trình nhé. Trong lúc thực hiện, có thể video vẫn có nhiều sai sót. Anh em cứ góp ý xuống dưới mục comment giúp tôi nha. Và nếu thấy thích video thì cũng đừng ngại cho HD Tộc một like và một share. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.